Theo nội dung bản cáo trạng được công bố tại phiên tòa, bị cáo Lê Duy Phong bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản với hành vi lợi dụng quyền hạn của nhà báo do pháp luật quy định để đe dọa, uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tài sản đối với các ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, số tiền 200 triệu đồng và ông Hoàng Trung Thực, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Hiệp Thành Phát, số tiền 50 triệu đồng. Trong phần xét hỏi, cả hai bị hại cho biết vào thời điểm tiếp xúc với Phong hồi tháng 6 năm 2017, cả hai đều có tâm lý lo sợ uy tín bị ảnh hưởng do đã từng bị đăng bài trên một số trang báo liên quan đến nguồn gốc đất đai, tài sản gia đình và hoạt động kinh doanh. Hội đồng xét xử nhận định các hành vi của bị cáo đã đủ cấu thành tội danh cưỡng đoạt tài sản. Theo quy định của pháp luật, bị cáo có thể chịu hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xem xét hai tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Lê Duy Phong, gồm có việc bị cáo đã khai nhận hành vi chiếm đoạt của mình và có tác động đến gia đình, để bồi thường cho ông Vũ Xuân Sáng và ông Hoàng Trung Thực khoản tiền mình đã chiếm đoạt. Trong quá trình xét hỏi, đại diện của ông Vũ Xuân Sáng và ông Hoàng Trung Thực đã đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc và áp dụng mọi hình thức giảm nhẹ có lợi nhất cho bị cáo, căn cứ theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, do bị cáo đã khai nhận mọi hành vi chiếm đoạt của mình trước tòa. Bị cáo Lê Duy Phong công tác tại Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam từ năm 2014. Thời điểm bị bắt, với hành vi cưỡng đoạt tài sản hồi tháng 6 năm 2017, bị cáo đang là trưởng ban bạn đọc của báo.